Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô. Việt Catholic xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Đình Trinh cảm ơn quý vị và anh chị em theo dõi chương trình này. Sau đây là các tin liên quan đến tình hình tại Ukraine. Nga có thể đã di chuyển máy bay phản lực MiG-31 đến Belarus để tránh các cuộc không kích của Ukraine. Hai máy bay phản lực MiG-31K của Nga đã được chuyển đến Belarus vào tuần này, có khả năng báo hiệu những nỗ lực của Nga nhằm bảo vệ chiến đấu cơ của mình trong bối cảnh Ukraine gia tăng các cuộc tấn công vào căn cứ không quân của Nga. Những chiếc máy bay phản lực này đã không được nhìn thấy ở Belarus kể từ tháng 4 năm 2023. Tuy nhiên, vào ngày 10 tháng 10, một máy bay MiG-31 có khả năng mang hỏa tiễn đạn đạo Thiên Giò đã hạ cánh xuống phi trường Machulisti của Belarus. Theo sau là một chiếc máy bay phản lực thứ hai, theo nhóm giám sát Hajun của Belarus. Lần di chuyển cuối cùng được ghi nhận của các máy bay phản lực là vào lúc 3 giờ 10 chiều giờ địa phương ngày 10 tháng 10, khi cả hai máy bay cất cánh từ phi trường. Vị trí hiện tại của chúng tôi không được biết, mặc dù chúng có thể vẫn ở Belarus, nhóm này nói với tờ Kyiv Independent. Sự xuất hiện bất ngờ này đã làm dấy lên nhiều suy đoán từ các quan chức Ukraine và chuyên gia quân sự. Peter Layton, nghiên cứu viên cộng tác tại Russia, nghiên cứu viên thỉnh giảng tại Viện Griffith Á Châu và cựu sĩ quan không quân Úc, cho biết một lý do có thể khiến Nga chuyển các máy bay phản lực này đến Belarus là vì Nga đang cố gắng bảo vệ chúng sau các cuộc không kích thành công của Ukraine vào các phi trường của Nga. Chỉ có một số lượng hạn chế MiG-31. Việc giữ chúng an toàn là rất quan trọng, Layton nói với tờ Kyiv Independent. MiG-31 có thể đóng quân tại Belarus, sau đó bay vào không phận Nga để phóng vũ khí, rồi sau đó quay trở lại Belarus, nơi chúng được coi là an toàn hơn. Vào thời điểm bắt đầu cuộc xâm lược toàn diện, Nga được cho là có 12 chiếc MiG-31 đang hoạt động. Tuy nhiên, các cuộc tấn công bằng máy bay điều khiển từ xa của Ukraine vào căn cứ không quân Savaslyka của Nga vào ngày 16 tháng 8 đã phá hủy ít nhất một chiếc MiG-31 và có thể làm hỏng một chiếc khác, một nguồn tin tình báo quân sự nói với tờ Kyiv Independent. Hai cuộc tấn công khác cũng nhằm vào MiG-31, bao gồm một cuộc tấn công vào Savaslyka vào ngày 13 tháng 8, làm hư hại một máy bay phản lực, và một cuộc tấn công vào ngày 15 tháng 5 tại phi trường Belbek ở Crimea bị tạm chiếm, làm hư hại hoặc phá hủy hai chiếc MiG-31. Putin hoang tưởng gửi một phụ nữ 24 tuổi đến quần đảo lao tù trong 12 năm sau khi cô bị buộc tội bán bí mật xe tăng của Putin cho Ukraine. Kẻ bạo chúa hung dữ Vladimir Putin đã đưa một người phụ nữ 24 tuổi đến trại lao động khổ sai sau khi cô bị buộc tội bán bí mật cho Ukraine. Victoria Mukhametova đã bị đưa đến trại giam để thi hành án tù kéo dài trong 12 năm rưỡi sau khi cô bị buộc tội trao cho Kyiv bản thiết kế xe tăng của Nga. Chính quyền Nga đã chỉ trích cô vì tội phản quốc, làm gián điệp và bán bí mật từ nhà máy xe tăng nơi cô làm việc. Cô bị cáo buộc đã gửi bản thiết kế xe tăng của Putin, trong số đó có gần 9.000 chiếc đã bị mất ở Ukraine với giá 980 bảng Anh hay 1.280 Mỹ Kim. Trong phiên tòa diễn ra hôm thứ Bảy 12 tháng 10, khi bị quan tòa hỏi cô cần tiền để làm gì, cô trả lời, để sống chứ để làm gì. Victoria cũng bị phạt 2.400 bảng Anh vì những tội danh linh tinh khác. Chồng cô cũng làm việc tại nhà máy Uran Vagon Zavod rộng lớn ở Nizhny Tagil và giống như cô, anh đã bị cảnh sát Putin bắt giữ một cách tàn bạo. Anh phải đối mặt với cáo buộc phản quốc tương tự vì chuyển giao bí mật cho Ukraine và phải đối mặt với một phiên tòa xét xử riêng. Khi bị bắt, các nhân viên FSB đã quật hai vợ chồng xuống đất và quỳ gối đè lên cổ của họ. Victoria không biểu lộ cảm xúc rõ ràng khi bị kết tội phản quốc và bị tuyên án tù cho đến năm 2037. Các phương tiện truyền thông Nga cho biết hai vợ chồng Victoria có thể không phải hành động vì tiền. Các tài khoản mạng xã hội của họ cho thấy hai vợ chồng đã mất nhiều người thân trong chiến tranh. Trong khi đó, các phương tiện truyền thông ở thủ đô Kyiv cho rằng cơ quan an ninh Ukraine gọi tắt là SBU đã tiếp xúc với họ sau khi nhận ra rằng họ là những người phản chiến, quyết liệt chống lại cuộc xâm lược của Vladimir Putin.
Nước Nga hiện đang bị ám ảnh bởi cơn sốt gián điệp, với các quan chức hoang tưởng của Putin lo sợ trước bóng tối khi cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Đầu năm nay, Nga đã kết án phóng viên Ivan Gershkovich của tờ Wall Street Journal về tội danh gián điệp hoàn toàn bịa đặt. Họ cáo buộc anh ta thu thập thông tin bí mật về cùng một công ty quốc phòng nơi Victoria làm việc. Sau đó, anh cuối cùng đã được giải thoát khỏi nanh vuốt của tên bạo chúa trong một cuộc trao đổi tù nhân. Putin được nhìn thấy ở nhà máy vào hôm thứ Sáu 11 tháng 10, nơi sản xuất xe tăng chiến đấu chủ lực T-90, cùng với hai viên chức đứng sau ông, mang theo chiếc cặp hạt nhân và một tấm khiên chống đạn có thể gập lại. Nhà máy này cũng tái sử dụng những chiếc xe tăng Reset of Air từ thời Liên Xô để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine. Chi tiết về những bí mật mà Mukhametova được cho là đã chuyển cho Ukraine không được tiết lộ. Các công tố viên mở cuộc điều tra về cáo buộc Nga hành quyết 9 tù binh chiến tranh ở tỉnh Kursk. Hôm thứ Hai 14 tháng 10, Tổng công tố Ukraine Andriy Kostin cho biết văn phòng của ông đã mở một cuộc điều tra sau khi quân đội Nga được cho là đã bắn 9 binh sĩ Ukraine đầu hàng ở tỉnh Kursk trong cuộc phản công mới nhất của Nga hôm 10 tháng 10. Việc giết tù binh chiến tranh là hành vi vi phạm nghiêm trọng Công ước Geneva và là tội ác quốc tế. Một vụ án hình sự đã được mở về hành vi vi phạm luật pháp và phong tục chiến tranh kết hợp với tội giết người có chủ đích, Kostin nói. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức để xác định và truy tố tất cả những kẻ chịu trách nhiệm về tội ác mà kẻ xâm lược đã gây ra cho Ukraine và người dân Ukraine. Nhóm giám sát cộng đồng Deep State đưa tin vào ngày 13 tháng 10, trích dẫn nguồn tin từ lữ đoàn xe tăng số 1 của Ukraine. Vụ nổ súng được cho là xảy ra vào ngày 10 tháng 10. Bộ trưởng Ngoại giao Andriy Sybiga đã đăng trên X vào ngày 13 tháng 10, kêu gọi cộng đồng quốc tế hành động ngay lập tức bằng cách ban hành lệnh bắt giữ những kẻ hành quyết người Nga, tăng cường lệnh trừng phạt và yêu cầu tiếp cận các địa điểm giam giữ. Việc Nga đối xử tệ bạc với tù binh chiến tranh Ukraine là hành động man rợ tuyệt đối, vi phạm nghiêm trọng luật nhân đạo quốc tế, luật pháp và phong tục chiến tranh. Các vụ hành quyết đang diễn ra thường xuyên hơn. 95% tù binh chiến tranh phải chịu tra tấn theo Liên Hiệp Quốc, bị từ chối các nhu cầu cơ bản và quyền tiếp cận, ông viết. Ombudsman Dmytro Lubinets của Ukraine cho biết ông đã gửi thông tin về các vụ hành quyết ở Kursk lên Liên Hiệp Quốc và Hội Hồng Thập Tự Quốc tế. Số vụ hành quyết tập thể của người Nga đối với tù nhân chiến tranh Ukraine đã tăng mạnh trong năm qua. Một đại diện cao cấp của Văn phòng Tổng công tố cho biết trên truyền hình quốc gia vào ngày 4 tháng 10 rằng Kyiv biết có 93 tù binh chiến tranh đã bị lính Nga hành quyết ngay trên chiến trường trong suốt cuộc chiến tranh toàn diện. Bom dẫn đường trên không là loại đạn dược dẫn đường chính xác có tầm bắn ngắn hơn hỏa tiễn, nhưng giá thành sản xuất rẻ hơn nhiều. Vũ khí được phóng từ máy bay trong lãnh thổ Nga, ngoài phạm vi phòng không của Ukraine. Trong một video đăng trên Telegram, Zelensky cho biết Nga cũng đã phóng hơn 40 hỏa tiễn và 400 máy bay điều khiển từ xa chiến đấu các loại. Không quốc gia nào nên trải qua những thử thách như vậy một mình. Các đối tác của chúng tôi có cơ hội cung cấp số lượng và phẩm chất cần thiết của các hệ thống phòng không, đưa ra quyết định về phạm vi đủ của chúng tôi và bảo đảm cung cấp hỗ trợ quốc phòng kịp thời cho binh lính của chúng tôi, Zelensky nói. Chúng ta không nên lãng phí thời gian, chúng ta phải đưa ra tín hiệu quyết tâm cần thiết. Người dẫn chương trình truyền hình Nga nói rằng đất nước sẽ ổn thôi nếu Putin bất đắc kỳ tử. Một nhân vật truyền thông nổi tiếng của Nga tuyên bố rằng đất nước này chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến tranh Ukraine và bối cảnh chính trị của nước này phần lớn sẽ không bị ảnh hưởng bởi sự ra đi của Putin. Hãy tưởng tượng đến một kịch bản tệ nhất, kịch bản nguy kịch nhất, cầu trời đừng xảy ra.
Vladimir Solovyov phát biểu trong chương trình phát sóng hôm thứ Bảy 12 tháng 10, được chia sẻ bởi kênh truyền thông chống điện cẩm linh Russian Media Monitor. Solovyov khẳng định như đinh đóng cột rằng sự liên tục của chính phủ ở Nga được bảo đảm. Russian Media Monitor đăng các đoạn clip được dịch mà họ coi là tuyên truyền từ phương tiện truyền thông nhà nước Nga. Solovyov được biết đến rộng rãi với vai trò là người dẫn chương trình buổi tối với Vladimir Solovyov, một chương trình trò chuyện do kênh truyền hình nhà nước Russia One phát sóng, có sự góp mặt của các nhân vật chính trị và nhà bình luận nổi tiếng, cũng như sự ủng hộ thẳng thắn của ông dành cho Tổng thống Putin. Bình luận của ông dường như ám chỉ đến sự sụp đổ của Putin, được đưa ra vào cuối một bài chỉ trích ngắn gọn nhưng sâu rộng về mùa bão ở Mỹ, cuộc chiến ở Ukraine và kế hoạch được cho là của phương Tây nhằm lật đổ nước Nga. Tất nhiên là tôi thực sự lo lắng cho người Mỹ. Vâng, đúng thế. Người dẫn chương trình nói, cơn bão không còn mạnh hay đáng sợ nữa, mặc dù mọi người đều lo lắng. Ông tiếp tục chế giễu người dân Florida, những người đã để lại thiệt hại do cơn bão Milton gây ra trên mạng xã hội. Một trong những cơn bão mạnh nhất tại Hoa Kỳ trong ký ức gần đây, đổ bộ vào tiểu bang này chưa đầy 2 tuần sau cơn bão Helen. Đó là vấn đề của họ. Bão thường xảy ra ở đó. Đó là sự thật, Solovyov nói. Theo một cách có vẻ không phù hợp, người dẫn chương trình đã đột ngột chuyển từ thời tiết sang chủ đề chiến tranh. Cụ thể hơn là những gì Putin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga tại Ukraine. Tất cả các cuộc chiến tranh đều kết thúc tại bàn đàm phán, phải không? Solovyov nói. Chúng tôi biết nhiều cuộc chiến tranh kết thúc bằng sự hủy diệt hoàn toàn của phía bên kia. Sau đó, ông lập luận rằng Ukraine không có quyền hoặc khả năng giữ lại một số vùng lãnh thổ, bao gồm Crimea, Donbass, Zaporizhia và khu vực Kherson. Trong thời kỳ Liên Xô thực hiện tham vọng thôn tính lâu dài, người Nga đã di dân sang miền đông Ukraine, nơi có nhiều mỏ và các ngành kỹ nghệ phát triển. Solovyov tuyên bố, Ukraine nghĩ rằng với dân số 30 triệu người, họ có thể xâm lược các vùng lãnh thổ ở nơi 8 đến 10 triệu người Nga sinh sống và nắm giữ các vùng lãnh thổ này cùng với những người dân ghét họ. Những người không hề coi mình có cùng nền văn hóa với họ, những người không còn cùng đức tin và những người nói một ngôn ngữ khác. Trước khi tuyên bố rằng Ukraine hy vọng xâm lược Nga ở một mức độ nhất định, đến mức mà nhà nước Nga sẽ biến mất. Solovyov kết thúc chương trình phát sóng bằng việc thảo luận về kế hoạch của phương Tây nhằm đánh bại Nga mà ông cho biết sẽ bao gồm một thất bại chính trị, tiếp theo là sự sụp đổ về mặt quân sự. Không nêu đích danh Tổng thống Nga, Solovyov cho biết cả Nga và các hoạt động quân sự của nước này tại Ukraine sẽ vẫn tồn tại sau một sự thay đổi trong bối cảnh chính trị của đất nước này và rằng Nga chắc chắn sẽ chiến thắng trong cuộc chiến này. Ông ta nói, hãy tưởng tượng đến một kịch bản tệ nhất, kịch bản nguy kịch nhất, cầu trời đừng xảy ra. Nhưng dù thế đi nữa, sự liên tục của chính phủ ở Nga được bảo đảm. Cả một thế hệ lãnh đạo đã được nuôi dưỡng ở Nga sẽ lên nắm quyền ở Nga. Những nhà lãnh đạo này rất chuyên nghiệp và yêu nước. Họ là những người có tinh thần đồng đội cao độ. Podolyak nói Zelensky sẽ công khai tiết lộ kế hoạch chiến thắng trong những ngày tới. Hôm Chủ nhật 13 tháng 10, Cố vấn Văn phòng Tổng thống Mykhailo Podolyak cho biết Tổng thống Volodymyr Zelensky sẽ công khai tiết lộ kế hoạch chiến thắng của mình với người dân Ukraine trong vài ngày nữa. Kế hoạch chiến thắng 5 điểm của Zelensky bao gồm các thành phần quân sự và ngoại giao, bao gồm lời mời Ukraine gia nhập NATO, nhưng các chi tiết đầy đủ về khuôn khổ hòa bình vẫn chưa được công bố. Mục tiêu của kế hoạch là củng cố vị thế đàm phán trong tương lai của Ukraine và thúc đẩy Nga tạo ra một nền hòa bình công bằng. Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng với nhiều nhà lãnh đạo phương Tây, bao gồm Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron, Thủ tướng Anh Keir Starmer và Thủ tướng Ý Giorgia Meloni cùng nhiều người khác. Những điểm chính đã rõ ràng, nhưng Tổng thống Zelensky sẽ bổ sung thêm các chi tiết nêu rõ loại chương trình gây sức ép đó là gì, tại sao nó quan trọng và tại sao nó song song với công thức hòa bình. Podolyak phát biểu trên chương trình truyền hình quốc gia, Ukrainska Pravda đưa tin. Andriy Yimak, nhà lãnh đạo văn phòng tổng thống cho biết vào ngày 29 tháng 9 rằng
kế hoạch sẽ được trình bày cho người dân Ukraine mà không có một số chi tiết nhạy cảm để ngăn chặn thông tin bị rò rỉ sang Nga. Mọi thứ được công khai không chỉ được nghe thấy ở đất nước chúng ta mà còn được nghe thấy bởi đối phương. Đó là lý do tại sao một số chi tiết của kế hoạch này được giữ kín, Yermak nói. Zelensky cho biết kế hoạch này được thiết kế để thúc đẩy Putin ký kết một thỏa thuận hòa bình công bằng bằng cách tăng cường hỏa lực cho Ukraine, bao gồm cả việc yêu cầu thêm vũ khí và dỡ bỏ các hạn chế đối với các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn tầm xa, giúp Ukraine chiếm ưu thế sau 2 năm rưỡi kể từ khi Nga tiến hành cuộc xâm lược toàn diện. Điều quan trọng là phải hiểu chúng ta sẽ làm gì ở mỗi giai đoạn của cuộc chiến. Tôi nghĩ rằng Tổng thống sẽ trình bày khá hiệu quả. Podolyak kết luận. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine thảo luận về các mốc thời gian cung cấp khoản vay 35 tỷ euro với nhà ngoại giao hàng đầu của Liên hiệp Âu Châu. Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Andriy Sybiha cho biết ông đã có cuộc điện đàm với Joseph Borrell, đại diện cao cấp về chính sách đối ngoại của Liên hiệp Âu Châu. Trong đó, họ thảo luận về các mốc thời gian cung cấp cho Ukraine 35 tỷ euro thông qua các tài sản bị đóng băng tại Nga. Sybiha lưu ý rằng ông đã có một cuộc điện thoại hiệu quả với Borrell trước cuộc họp sắp tới của Hội đồng Ngoại giao vào ngày 14 tháng 10, cuộc họp mà ông được mời tham dự. Chúng tôi đã thảo luận về tiến triển cụ thể trong việc cung cấp 35 tỷ euro cho Ukraine thông qua việc sử dụng tài sản bị đóng băng của Nga và các bước chung tiếp theo khác. Vấn đề liên quan đến thỏa thuận của Hội đồng Liên hiệp Âu Châu cung cấp cho Ukraine gói hỗ trợ tài chính vĩ mô lên tới 35 tỷ euro. Đây sẽ là một phần của khoản vay từ G7 sẽ sử dụng lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng của Nga. Để Hoa Kỳ tham gia khoản vay, điều quan trọng đối với Liên hiệp Âu Châu là gia hạn thời gian xem xét và gia hạn các lệnh trừng phạt áp dụng đối với Nga để bảo đảm chắc chắn hơn rằng các lệnh trừng phạt này sẽ vẫn có hiệu lực và lợi nhuận từ các tài sản bị đóng băng sẽ tiếp tục được chuyển vào để trả nợ. Trong khi đó, khung gia lợi liên tục đe dọa sẽ chặn quyết định này trong Liên hiệp Âu Châu cho đến khi diễn ra cuộc bầu cử Tổng thống Hoa Kỳ, qua đó dừng toàn bộ sáng kiến này. Iran cho biết mối quan hệ với Nga đang mạnh mẽ hơn từng ngày. Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho biết quan hệ Iran-Nga đang ngày càng mạnh mẽ hơn khi ông gặp Putin lần đầu tiên hôm thứ Sáu, 11 tháng 10, theo hãng thông tấn Nga TASS. Tại thủ đô Ashgabat của Turkmenistan, Putin đã gặp Pezeshkian, một cựu bác sĩ phẫu thuật tim chuyển sang làm chính trị gia được bầu vào tháng 7. Cuộc họp của họ tập trung vào việc thảo luận về các vấn đề song phương cũng như tình hình ở Trung Đông. Theo trợ lý của Điện Cẩm Linh Yuri Ushakov, Pezeshkian nói về mối quan hệ giữa hai nước. Mối quan hệ Iran-Nga là chiến lược và chân thành. Sự hợp tác của chúng tôi ngày càng mạnh mẽ hơn trong các lĩnh vực kinh tế và văn hóa. Cuộc họp ngày 11 tháng 10 diễn ra sau khi căng thẳng giữa Iran và Israel gia tăng. Israel đe dọa sẽ trả đũa bằng vũ lực sau các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Iran vào Israel hồi đầu tháng này và có những lo ngại về quan hệ quân sự giữa hai nước khi Ngoại trưởng Antony Blinken cáo buộc Iran gửi hỏa tiễn đạn đạo đến Nga để sử dụng ở Ukraine. Nói về mối quan hệ giữa Nga và Iran, Putin trả lời TASS, chúng tôi đang tích cực hợp tác trên trường quốc tế và đánh giá của chúng tôi về các sự kiện hiện tại trên thế giới thường rất chính xác. Trong các cuộc thảo luận trước đây với Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin, Pezeshkian cho biết ông cũng hy vọng tăng cường quan hệ Nga-Iran để cùng nhau chống lại các lệnh trừng phạt của phương Tây. Tổng thống Iran cũng nhấn mạnh rằng ông muốn ký một hiệp ước đối tác với mặt tư khoa tại hội nghị thượng đỉnh BRICS sẽ được tổ chức trong năm nay từ ngày 22 đến 24 tháng 10 tại Kazan, Nga. Hội nghị quan hệ quốc tế thường niên này được điều hành bởi các nhà lãnh đạo của các quốc gia bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc, Nam Phi, Ai Cập, Ethiopia, Iran, Ả Rập Saudi và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất.
Putin đã phê duyệt dự thảo hiệp ước hợp tác vào ngày 18 tháng 9 và đầu tháng này, đại sứ Iran tại mặt tư khoa cho biết văn bản này đã sẵn sàng để ký. Hiệp ước đối tác chiến lược trước đó đã được Putin và cựu tổng thống Iran Ebrahim Raisi đồng thanh và ký kết đã bị đình trệ khi Raisi thiệt mạng trong một vụ tai nạn trực thăng vào tháng 5. Về việc củng cố quan hệ giữa hai quốc gia, Putin cho biết, theo trang web của Tổng thống Nga, xét đến ý nguyện của lãnh tụ tối cao của cách mạng Hồi giáo, chúng ta phải bảo đảm rằng quan hệ của chúng ta sẽ được cải thiện và trở nên mạnh mẽ hơn trong tương lai. Chúng ta có nhiều cơ hội để đạt được mục tiêu này và chúng ta có nhiệm vụ hỗ trợ lẫn nhau trong những nỗ lực này. Chúng ta chia sẻ những tầm nhìn tương tự và có nhiều điểm tương đồng về vị thế quốc tế của chúng ta. Cuộc gặp giữa Pezeshkian và Putin diễn ra sau lịch sử quan hệ Nga-Iran bền chặt. Iran bị cáo buộc cung cấp hỏa tiễn cho Nga để sử dụng trong cuộc chiến chống lại Ukraine, mặc dù Iran đã phủ nhận về việc cung cấp vũ khí cho Điện Cẩm Linh. Theo Quỹ Carnegie vì Hòa bình Quốc tế, mối quan hệ quân sự giữa Iran và Nga đã được cải thiện đáng kể từ năm 2015, khi mặt tư khoa và Tehran hợp tác hỗ trợ Tổng thống Syria Bashar al-Assad là người đang phải đối mặt với nguy cơ bị lật đổ, và mối quan hệ giữa hai nước càng được củng cố hơn nữa sau khi Putin xâm lược Ukraine năm 2022. Nga được cho là đã tuyên bố sẽ đền đáp Iran vì sự hỗ trợ mà nước này cho là đã thực hiện trong cuộc chiến tranh Ukraine bằng cách cung cấp cho nước này chiến đấu cơ Su-35 và các hệ thống phòng không tiên tiến. Hai quốc gia này cũng được cho là đã hợp tác về các vấn đề an ninh mạng liên quan đến tình báo Hoa Kỳ, và Nga được cho là đã bán cho Iran các thiết bị nghe lén, thiết bị chụp ảnh tiên tiến và máy phát hiện nói dối vào năm 2023. Nga và Iran cũng có mối quan hệ kinh tế chặt chẽ vì theo giải pháp thương mại tích hợp thế giới, Nga đã trở thành một trong những đối tác thương mại hàng đầu của Iran nhờ các lệnh trừng phạt kinh tế. Bộ trưởng Quốc phòng xác nhận thêm cam kết về vũ khí, sản xuất vũ khí sau chuyến thăm nước ngoài. Bộ trưởng Quốc phòng Rustem Umerov báo cáo vào ngày 13 tháng 10 rằng một cuộc họp với các đối tác quốc phòng phương Tây đã mang lại kết quả cụ thể cho Ukraine. Umerov đã đến thăm các đối tác từ Pháp, Anh, Ý và Đức trong phái đoàn do Tổng thống Volodymyr Zelensky dẫn đầu. Umerov cho biết qua Telegram, cả bốn quốc gia đều xác nhận rằng khoản đầu tư vào tổ hợp công nghiệp quốc phòng của Ukraine sẽ tăng lên. Theo báo cáo, Vương quốc Anh đã cam kết cung cấp thêm vũ khí tầm xa, hệ thống pháo binh và hệ thống robot, trong khi Tổng thống Pháp Emmanuel Macron thảo luận về khả năng mở một trung tâm đào tạo cho người điều khiển máy bay từ xa tại Pháp. Umerov cho biết các tài sản bị đóng băng của Nga sẽ được sử dụng để tài trợ cho nhu cầu quốc phòng của Ukraine. Umerov cho biết, chúng tôi đã thảo luận về các bước cụ thể để tăng sản lượng vũ khí và thông qua việc thành lập liên doanh với các đối tác Âu Châu của chúng tôi. Điều này sẽ giúp sản xuất được thiết bị, vũ khí và đạn dược cho lực lượng phòng vệ theo một hình thức hợp tác hoàn toàn mới. Hiện nay, Kyiv đặt mục tiêu trở thành quốc gia dẫn đầu thế giới trong lĩnh vực quốc phòng. Nhưng với nền kinh tế kiệt quệ vì chiến tranh, họ cần đầu tư nước ngoài và quan hệ đối tác để đạt được mục tiêu này. Theo ước tính của chính phủ, Ukraine có khả năng sản xuất vũ khí và thiết bị trị giá khoảng 20 tỷ đô la, nhưng ngân sách nhà nước chỉ có thể tài trợ khoảng 6 tỷ đô la. Các công ty nước ngoài ngày càng có nhiều thỏa thuận hợp tác sản xuất vũ khí tại Ukraine, bao gồm 155 quả đạn pháo, đạn dược tự hành và hóa chất đặc biệt. Đầu tháng này, Zelensky nhấn mạnh rằng Ukraine đã tăng sản lượng đạn dược trong nước theo cấp số nhân trong 2 năm qua và đã thử nghiệm thành công hỏa tiễn đạn đạo của riêng mình. Chỉ trong nửa đầu năm nay, Ukraine đã sản xuất sản lượng đạn pháo và đạn cối nhiều gấp 25 lần so với cả năm 2022, Zelensky cho biết.
Zelensky tố cáo Bắc Hàn đang gửi nhân sự tới lực lượng Nga. Tổng thống Volodymyr Zelensky tuyên bố rằng Bắc Hàn không chỉ cung cấp vũ khí cho Nga mà còn cung cấp nhân sự cho lực lượng quân sự của nước này. Ông kêu gọi các đối tác của Ukraine tăng cường hỗ trợ. Tổng thống cho biết như trên trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối Chủ nhật 13 tháng 10. Ông nói, chúng ta thấy một liên minh ngày càng tăng giữa Nga và các chế độ như Bắc Hàn. Đây không chỉ là một việc chuyển giao vũ khí, thực ra là việc chuyển giao người từ Bắc Hàn cho lực lượng quân sự xâm lược. Rõ ràng, trong hoàn cảnh như vậy, mối quan hệ của chúng ta với các đối tác cần phải phát triển hơn, tuyến đầu cần được sự hỗ trợ nhiều hơn. Khi chúng ta nói về việc cung cấp cho Ukraine khả năng tầm xa lớn hơn và nguồn cung cấp quyết định hơn cho lực lượng của chúng ta, thì đó không chỉ là danh sách các thiết bị quân sự, đó là về việc tăng áp lực lên kẻ xâm lược. Áp lực sẽ mạnh mẽ hơn những gì Nga có thể giải quyết. Và đó là về việc ngăn chặn một cuộc chiến tranh thậm chí còn lớn hơn nữa. Các nhà phân tích từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh trích dẫn The Washington Post đã báo cáo rằng quân đội Bắc Hàn đã chiến đấu ở Ukraine. Ngoài ra, hàng ngàn quân đội Bắc Hàn đang được huấn luyện tại Nga và có thể được triển khai ra tiền tuyến trong tương lai. Tổng thư ký NATO sẽ đến thăm trụ sở của Liên minh để cung cấp hỗ trợ cho Ukraine. Tổng thư ký NATO Mark Rutte sẽ đến Đức vào thứ Hai 14 tháng 10 để thăm trụ sở của ENSATU, hay còn gọi là Cơ quan Hỗ trợ An ninh và Đào tạo của NATO cho Ukraine. Rutte sẽ đến Mons, Bỉ trước, nơi ông sẽ đến thăm Bộ Tư lệnh Tối cao của NATO tại Âu Châu. Ông sẽ gặp Tổng Tư lệnh Tối cao của NATO tại Âu Châu, gọi tắt là SACEUR, tướng Christopher Cavoli và các sĩ quan cao cấp khác. Vào cuối ngày, Rutte sẽ gặp Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius tại Wiesbaden và thăm trụ sở chỉ huy của ENSATU. Mục đích của cơ quan mới này là cung cấp hỗ trợ an ninh dài hạn cho Ukraine, bảo đảm hỗ trợ tăng cường, có thể dự đoán và phối hợp. Cơ cấu mới sẽ điều phối cả nỗ lực hỗ trợ và đào tạo cho Ukraine. NATO đã làm rõ rằng cơ quan hỗ trợ và đào tạo mới này dành cho Ukraine sẽ không thay thế nhóm liên lạc quốc phòng Ukraine. Zelensky, Nga đã thả 900 quả bom dẫn đường xuống Ukraine trong tuần này. Nga đã thả khoảng 900 quả bom dẫn đường xuống Ukraine chỉ trong 7 ngày. Tổng thống Zelensky cho biết như trên trong diễn từ gửi quốc dân đồng bào tối Chủ nhật 13 tháng 10. Ngoài bom, Nga còn phóng 40 hỏa tiễn và 400 máy bay điều khiển từ xa tấn công các loại. Ông nói, không quốc gia nào phải chịu đựng những thử thách như vậy một mình. Các đối tác của chúng tôi có khả năng cung cấp số lượng và phẩm chất cần thiết của các hệ thống phòng không, đưa ra quyết định về khả năng tầm xa đầy đủ của chúng tôi và bảo đảm cung cấp kịp thời viện trợ phòng thủ cho quân đội của chúng tôi. Không được lãng phí thời gian, phải gửi đi một tín hiệu rõ ràng về quyết tâm. Chúng tôi đang làm việc không mệt mỏi để bảo đảm phương tiện giúp Ukraine đáp trả toàn diện hành động khủng bố của Nga. Chương trình của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em thêm lời cầu nguyện cho anh chị em Ukraine đang trải qua những giờ khắc thử thách và khó khăn, và xin cầu nguyện cho linh hồn những người của cả hai bên đã thiệt mạng trong cuộc chiến. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Chúa Jesus Kitô.